Đây là bạn tôi. 这是我朋友. 这是我朋友. Kia là bố mẹ tôi. 那是我爸爸妈妈. 那是我爸爸妈妈. Đây là bà nội tôi, kia là bà ngoại tôi. Đây là bà nội tôi, kia là bà ngoại tôi. Đây là bà nội tôi, kia là bà ngoại tôi. Mời uống. Xin hứa. Mời các anh uống cà phê. Xin nhìn mân hứa cà phê. Xin nhìn mân hứa cà phê. Hay nói lại bác sĩ. Y sơn. Tôi không phải giáo viên, tôi là bác sĩ. 我不是老师，我是医生。 我不是老师，我是医生。 Hay nghe từ phóng viên, nhà báo, âm Hán Việt là ký giả, 记者, 记, 记, 者, 者, 记者, 记者. Hãy nói lại phóng viên. 记者, 记者. Đây là bạn em, anh ấy là phóng viên. 这是我朋友，他是记者. 这是我朋友，他是记者. Đây là anh trai em, anh ấy là bác sĩ. 这是我哥哥，他是医生. 这是我哥哥，他是医生. Đây là em trai mình, cậu ấy là giáo viên ngoại ngữ. 这是我弟弟，他是外语老师. 这是我弟弟，他是外语老师. Không phải giáo phóng viên. Không phải phóng viên. 不是记者. 不是记者. Bây giờ hãy nghe cách nói quý tính đại danh, hỏi tên họ một cách trang trọng. 贵姓. 贵姓. 贵. 贵. 姓, 姓, 贵姓, âm Hán Việt là quý tính. 贵姓. Trong tiếng Trung cách hỏi này được nói là 您贵姓. 您贵姓. Đây là một cách hỏi rất trang trọng. Hãy hỏi quý tính đại danh của anh. 您贵姓. 您贵姓. Từ quê xỉnh, từ xỉnh là họ. Hãy thử nói, tôi họ Dương. 我姓杨. 我姓杨. Tôi họ Trần. 我姓陈. 我姓陈. Tôi họ Dương, tôi là giáo viên. 我姓杨，我是老师。 我姓杨，我是老师。 Hay nói, tôi họ Lục. 我姓陆。 我姓陆。 Tôi họ Lục, tôi là học sinh. 我姓陆,
我是学生. Từ xuế sân là học sinh. 我姓陆,我是学生. Hãy nghe từ hỏi. Wen. Wen, âm Hán Việt là vấn. Wen. Xin hỏi. Qing wen. Qing wen. Xin mời vào. Qing jin. Qing jin. Mời uống cà phê. Qing he cà phê. Qing he cà phê. Hãy nói lại xin hỏi. Qing wen. Qing wen. Hãy thử nói xin hỏi quý tính đại danh của anh. Qing wen nín quỳ xin. Qing wen nín quỳ xin. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cậu. Qing wen ni ge ge gui xin. Qing wen ni ge ge gui xin. Xin hỏi quý tính đại danh của bạn gái cậu. Qing wen ni nữ bạn yêu gui xin. Qing wen ni nữ bạn yêu gui xin. Bây giờ hãy nghe cách nói tên là Chào. Chào. Tên là Lục Vũ Bình. Chào Lục Vũ Bình. Chào Lục Vũ Bình. Tên là Lina. Chào Lina. Chào Lina. Tên là Đinh Lực Ba. Chào Đinh Lị Bố. Chào Đinh Lị Bố. Bây giờ hãy thử nói tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi họ Dương. 我姓杨. Tôi họ Trần. 我姓陈. Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁, chào Đinh Lị Bố. 我姓丁, chào Đinh Lị Bố. Bây giờ hãy tự nói tên mình bằng cách này. Hãy nói tôi họ tên. 我姓. Chào. Bây giờ hãy nghe từ tiên sinh. Xiên sở. Xiên sở. 先生.